Đây là phố Hàng Dầu nhỉ? Phố cổ Hà Nội, chuyên bán về giày dép các loại. Đừng ở đường một chiều ấy. Chuyên về giày dép. Ở đây phân phố này thì vừa giày thì bán giày dép lại vừa cả khách sạn nữa. Rất là nhiều khách sạn ở xung quanh. Giờ là đến Hàng Thùng, là đường một chiều. Quanh khu vực phố cổ này đa số là một chiều hết cả nhà. Cho nên rất là ít tắc đường, signal này. Cái bác signal này. Khu này nó gần hướng lương nên sinh nó rất là nhiều. Khu đánh giày, các đánh giày ấy. Khu này thì bán giày dép thì kết hợp với cả mấy bác ngồi đánh giày. Đây là cầu gỗ, khu vực cầu gỗ. Cầu gỗ tấp nập. Hôm nay sẽ quay một số cảnh đường phố Hà Nội gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đây là phố của Hồ Hoàn Kiếm này. Đây bác đánh giày. Cứ một đoạn lại có một bác đánh giày. Đây nữa này. Đây là khu phố Hoàn Kiếm. Hôm nay buổi tối họ ăn ở đây rất là nhiều món ăn nhá. Rất là ngon, có nộm thịt bò khô này. Bên kia là Hồ Gươm, cầu Thi Húc đấy. Đây phố Hoàn Kiếm này. Đây con đường này lúc nào cũng tấp nập nhất. Đây là khu vực cầu gỗ. Bác signal này. Đường này bán rất nhiều đồ ăn. Món hầu như món gì cũng có. Quần áo cũng ở đây luôn. Khách sạn Thập Cẩm khu này. Chúng ta xem là có cô bán cốm không. Mùa thu cốm Hà Nội. Có cô bán cốm rồi. Cô bán cốm bên đây cả nhà. Mình chờ xe buýt từ Nhung sang nhá. Nhiều cốm đó. Khu cầu gỗ này. Chị ơi còn cốm không chị? Đấy, mùa thu cốm Hà Nội. Có cốm gì ạ? Sáng thấy ngồi đằng kia, hôm nay ngồi được chỗ này à? Thế à? Chắc là có mấy cô nhìn nhầm. Cốm tươi bao tiền nặng đấy cô? Hả? 30.000 đi ạ. Vậy cả nhà nha. Cũng là cứ ăn vậy thôi à? Cũng chấm với chuối ấy nhỉ? Ăn không? Thêm một lạng nhá. Chuyển khoản được không hả chị? Còn ít nữa là hết nhỉ. Cốm nhiều cái cần hồi xưa. Sáng chị bán cốm gì? Cốm ngon chưa? Dẻo lắm. Chị cần cho khách à? Chị em mặc cái gói lá nhé. Lạng nhiều ấy. Dẻo trượt cốm luôn. Gói lá cẩn thận luôn.
Là tí nhỉ? Gọi chỗ nào? Ở gần đây à? À bị gần đây thì 30.000 một lạng cốm thì cả nhà dẻo lắm. Tiền nào của đấy nhỉ? Từ ngày xưa có 25.000 một cân. Đúng rồi. 2.500 một lạng. 2.500 lạng rồi lên. Nhưng mà thấy lần này dẻo. Đấy, chị đi xếp hàng này. Theo chân chị. Khu vực cầu gỗ. Tấp nập đường đi lại. Quay cho những bác nào ở xa quê, bác nào ở ngoài, bác xem cảnh chính Việt nội. Ui, cái hàng rong rất là nhiều, hàng bán vỉa đường, tại vì chủ yếu bán vỉa đường thôi nhà ơi. Cầu gỗ nó đang thuộc phường Hàng Bạc. Đây là khu phố Đinh Liệt ra với cầu gỗ. Chỗ này thì tấp lập thôi rồi. Buổi tối kia là hàng cá mập. Vực này nó nhộn nhịp lắm. Khu phố Đinh Liệt quay cho các bác ở xa quê xem thưởng thức nhá. Và các bác ở nước ngoài được về chợ Việt Nam. Đây khu vực này đúng là tấp nập nhất này. Hôm nay cuối tuần nhưng mà không thấy có chương trình gì nhỉ? Người nước ngoài đông lắm. Đông người nước ngoài luôn. Những giày dép thương hiệu, túi sách này. Thương hiệu ấy. Rồi Nhung sẽ quay một số cảnh nhộn nhịp ở khu vực Hoàn Kiếm nhé. Hôm nay người dân rất là đông, rất là người nước ngoài. Kia đằng xa xa kia là xe buýt 2 tầng 150.000 một vé. Đi được 4-5 phút thì sao ấy cả nhà, hay là 15 phút ấy. 4-5 phút thì phải. Đây được cô bán hàng rong. Bây giờ toàn người nước ngoài đang lên chờ xe buýt để đi. Xe buýt 2 tầng. Khu vực ngã ba ngã tư này cũng nặng nhộn nhịp nhất. Sấu. Sấu ngọt ngọt. Sấu chín này. Sấu chín dầm đường. Ngoài này. Mấy chị đang chụp ảnh đây. Bức ảnh đẹp thế. Đèn hoa này. Hoa đẹp thế nhỉ? Cái hoa này hoa gì thì chị cầm chữa à, hoa sen nó đẹp thế nhỉ này? Em mới mua đấy chị. Đẹp. Bao tiền bó đấy chị? 150 đẹp. Mới nở. Em mới mua bây giờ chị mua lại em bán lại không? Chụp xong rồi. Những người dân đang chụp ảnh đi lại lúc nào khu vực hồ cứ nhộn nhịp này. Người cô chụp ảnh rất là đông, đang thế có mấy cô chụp ảnh kìa.
Còn ngồi kia nữa. Quá. Này lưu làm kia làm kỷ niệm thì lưu được chứ điện thoại là không để ý, không để ý. Chụp bên này được. Chúng ta đã chụp ảnh xong rồi. À, mình sẽ đi bộ tiếp này. Ôi nhìn cảnh nó rất là xanh xanh, hồ nước lay động nhẹ nhàng. Tiết thời của thu rất là mẻ, rất là phù hợp cho các bác đi lịch. Nước ra lịch về của thu đẹp nhất này. Nắng dịu nhẹ, nó mát. Đúng rồi. Hôm nay cũng nên tour du lịch cũng rất là mệt. Tấp nập người xe đi lại. Những lúc cảnh rỗi nằm ở gần Hồ Gươm đấy. Xuyên lên chiếm cảnh khu vực Hồ Gươm sống nhộn nhịp dân. Các khách du lịch đi qua đấy. Khi là bán vé xe điện vào hồ, phải các bác đi xe điện kìa, đi quanh hồ Gươm hoặc là anh còn lớn nhà hát được. Các anh đang chụp ảnh. Hồ Gươm là nơi chắc là cũng là đẹp là một cái này. Khu di tích nữa cũng là rất là linh thiêng nữa, cho nên rất là nhiều người đi qua đây để lần đi qua đều chụp ảnh làm kỷ niệm. Khu vực đền Ngọc Sơn đông lắm. Đây là cạnh đền Sơn cầu Tây Húc. Cầu Tây Húc cũng đang tấp nập người ra vào. Đây điểm vé giá nước trên neo tàu. Điểm bán vé này đông lắm. Thời phát sướng luôn. Ở ảnh đang chụp này. Mỗi bức ảnh được chụp là lưu lại đi ạ. Các em được đi chơi cuối tuần. Điện đây. Về Ấn Độ rồi. Đây thì về. Xe đã đi rồi. Được à, ở cái này là mua lại lấy đồ. Ngay nó cái dâu tuần tới này.
Xem xù nhỉ. Người đón trả khách xem. Đây là tour du lịch của đông khỉ nước ngoài, xe địa địa. Những bác Hàn Quốc đang chụp ảnh. Nhung quay chỉ cảnh đường phố nhộn nhịp ở khu vực Hồ Gươm. Khung cảnh xung quanh không có thời gian để đi quay nhiều nơi đâu cả nhà ơi. Mấy chị đang chụp ảnh đây. Cái ảnh đẹp thế. Đèn hoa này. Gì chị cầm chữa chữa ha. Hoa sen ở đẹp thế nhỉ này. Em mới mua đấy chị. Đẹp. Bao tiền bó đấy chị? Trăm rưỡi. Đẹp. Mới nở. Em mới mua lại không? Chụp xong rồi. Những người dân đang chụp ảnh đi lại lúc nào khu vực Hồ Gươm nhộn nhịp này. Cô chụp ảnh rất là đông, đang thấy đông, đang thấy có mấy cô chụp ảnh kìa. Còn ngồi ấy kia nữa. Quá. Này lưu làm kêu làm kỷ niệm vì lưu được chứ điện thoại là không để ý, chụp bên này được.